Thông báo tới cô chú anh chị là cái sâu chít này đã tới mùa rồi và cái giá vào thời điểm hiện tại bây giờ đang là 100.000 đồng cho một bó 100 que cứ mỗi một que thì nó sẽ có một cái con sâu chít ở bên trong như thế này và uh, trung bình khoảng tầm 1 cân ấy, thì sẽ mình sẽ trẻ ra từ khoảng tầm 13 bó uh, như những cái bó ở đây là bó 20 này thường thì bên mình sẽ bỏ bó, uh, bó 100 đấy Nghĩa là 100 là sẽ gồm 5 bó nhỏ như vậy Sâu chít này thì đa số bà con người Mông thì sẽ tìm kiếm nhiều hơn Và có tùy từng vùng, có những vùng thì người ta sẽ bó là 100 que luôn Và có những vùng thì người ta sẽ bó là 20 que Thì cứ mỗi một cân thì sẽ trung bình là khoảng tầm 13 bó Nghĩa là mỗi bó 100 đấy thì là 13 bó thì sẽ được một cân có nghĩa là khoảng 1 triệu ba cho một cân cái này thì nó rất là bổ nó nhiều đạm và khi mà cô chú anh chị sử dụng thì chúng ta có thể dùng để ngâm tiểu ngâm tiểu thì chúng ta cũng phải biết cách để ngâm làm sao cho nó không bị đen cho nó ngon nhất và ngoài ra thì chúng ta sử dụng cho người già hay là trẻ nhỏ cũng đều được dùng cho người già và trẻ nhỏ thì thường là chúng ta sẽ cho vào lò làm sạch sau đó thì cho vào lò vi sóng bắn lên hoặc là rang lên cái con này ăn nó rất là ngậy và rất là ngon có nhiều nhà mà có điều kiện đó người người ta mua cái con sâu chít khô này sâu chít khô thì giá nó sẽ dao động khoảng tầm 6 triệu một cân thì người ta sẽ mua về cho những cái trẻ em mà thường sẽ gầy yếu đó, thì hay sử dụng cái này nhà nào có điều kiện thì mới sử dụng thôi tại vì nó khá là đắt đây là cái chai sâu chít mà đã được ngâm một năm rồi nên là cái này là chúng ta đã hoàn toàn có thể sử dụng được thì mọi người khi mà ngâm sâu chít rất là cẩn thận thì chúng ta mới không bị đen cái con sâu và khi mà lên bình nó mới đẹp. Đây là bên mình chỉ ngâm ủ thôi nhé. Chúng ta về chúng ta phải pha ra nữa. Đây là thực tế con sâu chít mà mình vừa mới bóc ra. thì khi mà vào giữa mùa thì sẽ trẻ nhiều hơn. còn bây giờ hiện tại là bán theo bó.